Ờ, máy xúc chuẩn bị xúc cát nào các bạn ơi. Xúc được một cát rồi. Ôi anh Mon xúc được một cái cát rồi. Đổ cát ra. Cái gì vậy? Con sò này nhưng bỏ nó đi. Sao? Con sò Ê. Sò này làm sao ấy? Sò là, à đây là cục đá chứ không phải con sò. Muốn nhận nhìn nhầm. Đổ ra rồi. Đi đây. Anh Mon đang xúc cát bằng cái xe xúc đất. Đổ ra kìa. Anh Mon xúc cát. Em trộm luôn à?